Chào mọi người quay lại với tựa game Snowrunner. Và hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục khám phá bản đồ khu vực Michigan nhé các bạn. Ở clip trước thì chúng ta sử dụng con xe này các bạn. Chúng ta mở khóa được 3 cái tắp canh. Và sau đó thì chúng ta tìm thấy chiếc xe tải này ở dưới cái đầm lầy các bạn. Và chúng ta đến đây thì bị mắc kẹt ở đây luôn. Và hôm nay thì chúng ta sẽ đưa hai con xe này về radar. Và mình sẽ sử dụng con xe này để làm nhiệm vụ các bạn. Và nhiệm vụ của chúng ta đó chính là nhiệm vụ này các bạn. Mình sẽ sửa cái cầu. Mình sửa cái cầu bắc qua cái hẻm núi này đó các bạn. Mình sẽ chở, thứ nhất là mình sẽ chở cái dầm thép ở từ cái thị trấn này đến cái vị trí này. Và cái thứ hai là mình sẽ chở hai cái khối bê tông từ nhà kho đến cái vị trí này các bạn đó. Và chiếc xe mà chúng ta sử dụng thì mình sẽ sử dụng chiếc xe này các bạn và bây giờ thì mình sẽ đưa nó về garage. Mình sẽ đưa chiếc này trước nha các bạn đó. Rồi bây giờ mình sẽ giữ nó lại trong radar luôn. Rồi bây giờ mình sẽ lấy chiếc còn lại về radar. Và mình sau đó mình sẽ tiến hành mình làm nhiệm vụ các bạn. Rồi mình sẽ đưa nó về radar các bạn. Đó đây. Con này là con Chevrolet Kodiaq C70 các bạn. Đó, chiếc này mình vừa tìm thấy. Mình xem một vài thông tin nữa nhé các bạn. Nó có dẫn động 4 bánh rồi các bạn. Nó có thể nè. Và nó có phá deep block nè. Lớp thì chỉ chạy trên đường cao tốc thôi các bạn. Mình không thể thay đổi lớp được các bạn. Lớp này thì mình thay đổi được nhưng mà nó chỉ dành cho đường cao tốc thôi. Động cơ của nó thì là XIV6V2001T các bạn. 2009 các bạn. Đó. Rồi mình sử dụng thêm một cái add-on nó để mình đi chở hàng các bạn. Mình sẽ mua cái này. Rồi đó. Và mình thay đổi màu sơn cho nó một chút. Mình sẽ sử dụng màu này nha các bạn. Rồi. Rồi bây giờ mình sẽ triển khai và mình test con xe này luôn nha các bạn. Đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi chở cái dầm thép các bạn. Mình sẽ đi đến thị trấn. Cái thị trấn trước các bạn. Mình sẽ đi đến đây trước đây. Đó. Mình quên kích hoạt cái nhiệm vụ này. Ủa mình nhấn lộn nhầm cái nào rồi. Mountain Ride. Đây các bạn. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ đến vị trí này các bạn. Cũng khá là xa nha các bạn. Rồi chúng ta khởi hành thôi. Mình thấy chiếc xe nó chạy khá chậm các bạn, nó không chạy nhanh. Nó hơi khó lái hơn những chiếc kia. Bây giờ là 6 giờ sáng các bạn, mình mới chỉnh lại cái thời gian trên cái map. Cái đường này thì mình quen rồi các bạn, mình đi mấy lần rồi, mình đi nhiều lần ở khu vực này rồi. Ở dụng nước này thì nó không bị sao hết. Ôi trời. Xe này khá là khó lái các bạn. Nó không có dễ như những chiếc kia. Ở phía bên phải là cái nông trại đó các bạn. Mình cũng cho xe vào đó một lần rồi các bạn. Nó tưng 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 tưng. Nó chạy lảo đảo, nhìn các bạn nhìn mắc cười không? Nó chạy lảo đảo. Mình lái bằng phím các bạn, không có vô lăng. Nó cho nên nó sẽ không mượt. Xe này thì dung tích bình nhiên liệu nó chỉ có 200 lít thôi các bạn. Thay đổi góc nhìn một chút nha các bạn. Các bạn thấy nó đảo ghê không? À,
Mà chúng ta qua chỗ này lên một chút thì chúng ta sẽ đến cái cầu các bạn. Bây giờ mình sẽ đến thị trấn dễ dàng thôi. Mình đi ngang thì đến thị trấn thì mình sẽ đi ngang một cái chỗ nạp nhiên liệu các bạn. Tới lúc đó mình sẽ nạp luôn. Đề phòng cái lúc về lỡ nó có mắc kẹt cái gì đó thì nó cũng không sao các bạn, chỗ xe này chạy nó khá là đảo các bạn, láo đảo láo đảo. Chiếc xe này giá thì nó rẻ các bạn, xe này như mình nhớ là chỉ có 34.000 mấy trăm đô đó. Nó rẻ hơn chiếc Rosa VM17 nè, rẻ hơn chiếc Spyder nữa. Và nó rẻ hơn chiếc Blackstar của cái map này mà mình tìm thấy ở cái radar đó các bạn. Hầu như đây là chiếc rẻ nhất mà từ trước tới giờ mình tìm thấy nè. Chúng ta lội tắt cái chỗ này thì chúng ta sẽ đến cái trạm xăng và sau đó thì chúng ta sẽ đến cái thị trấn các bạn, nhanh gọn lẹ thôi. Con đường này thì quá quen thuộc rồi. Mình sẽ đến mình nạp nhiên liệu các bạn. Nạp miễn phí nha các bạn. Tất cả các trạm nhiên liệu mình đều nạp miễn phí hết. Rồi, chúng ta đến thị trấn thôi. Hình như mưa rồi các bạn. Ờ à, đúng rồi, trời bắt đầu đã đổ cơn mưa rồi. Trời đổ mưa rồi các bạn. Ô. Mình chạy nó cứ lạng miết vô trong vậy ta. Mình sẽ đi thẳng tới bên kia, tới phía xa kia mà mình sẽ quẹo trái các bạn. Mình cảm thấy cái bánh này như nó vướng vướng cái gì hay sao. Mình chạy nó cứ lạng lạng miết à. Rồi mình tới rồi các bạn. Mình tới đây mình sẽ lấy hàng. Cái nhiệm giờ cái hàng mình dỡ đầu tiên đó chính là cái dầm thép các bạn. À đúng rồi, cái này đây là các bạn. Đó. Rồi, mình sẽ chở đến cái vị trí cái cầu đó các nha các bạn. Ở cái đoạn này thì cái đường đi nó khá dễ dàng các bạn, nên cái con xe này thì mình cũng chưa biết khả năng nó cũng như thế nào. Mình chưa có cái chỗ nào mà loại bùn nhiều hết trơn. Nãy giờ hầu như là đường nhựa không, đường đơn giản. Một hồi cái khúc kia thì mình không biết như thế nào, nhưng mà cái khúc này thì mình thấy nó cũng không có gì đáng để test. À, cái này là nó thuộc loại xe tải nặng các bạn, heavy duty, chuyên chở nặng các bạn. Để mình xem là cái bản đồ là mình đi tới cái vị trí cái cầu nó mình đi cái đường nào thuận tiện nha các bạn. Cái chỗ này thì mình không đi được rồi nè, cái chỗ này cái cục điện nó sập rồi nè. À mình sẽ đi theo con đường này các bạn. Mình đi theo con đường này. Mình quay lại về gara luôn các bạn. Mình quay lại về gara, mình đi lên đây. Cái chỗ này thì bùng nè. Ở cái chỗ này bùng dữ lắm nè các bạn. À, mình sẽ đến trạm nhiên liệu này. Rồi,
Tới đây mình sẽ rẽ trái thôi các bạn. Đi về gara thôi. Ôi, mưa to quá các bạn ơi. Bạn thấy không? Mưa mà trời vẫn còn nắng nè các bạn. Nắng là cái nào. Ồ, cái chỗ này đẹp quá các bạn. Các bạn nhìn thấy không? Khung cảnh hai bên đường quá đẹp. Ồ, chết chết. Cố lên. Chút thôi. Có một chiếc xe nó bị mắc kẹt giữa cái miếng ruộng đó các bạn thấy không? Hình như là nó chở những cái cuộn rơm hay sao tới đó nó bị mắc kẹt luôn các bạn. Trời, xe mình nó bị gì rồi các bạn? Cái phần cái phuộc các bạn, nó bị ngay cái phuộc. Chắc có lẽ là nó dấp cục đá đó các bạn, mình không thấy. Trời, nó đảo. Đảo giữ xe. Xe này nó có dẫn động cầu sau nha các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ rẽ trái lên đây nè các bạn. Mình xem cái bản đồ cho chắc ăn nha. Mình tới đây mình sẽ rẽ trái lên đây. Mình đến cái trạm xăng và mình chạy đến đây. Rồi, mình cố gắng mình đến nó càng nhanh càng tốt các bạn. Mình còn chở thêm những cái khối bê tông nữa. Ôi trời ơi. Ôi sao tới đây nó dính ngon lành vậy ta. Cố lên, cố lên, cố lên. Thôi mình ghe lại coi. Ghe lại không được luôn ta. Cứ ngắt luôn các bạn. Tới con không được, mình ghe con không được luôn. Ôi xe nó là buồn quá dở rồi các bạn ơi. Ồ, đúng rồi, kéo được nè. May quá. Mình kéo cây nào cây đó ngã. Dìa lợi, dìa lợi, dìa lợi. Ôi ơi. Cố lên, cố lên. Ôi, tới đây mắc kẹt ngon lành luôn trời. Cố lên xe ơi. Kéo được luôn à, lẽ mình tới đây mình dừng sau để mình vào lại cái gara các bạn, mình coi có cái chiếc nào không, mình ra mình kéo nó phụ để mình vào gara của mình xem.
RAM 39 có 800. Chiếc này thì quá nhỏ các bạn. Chiếc này nhỏ quá, mình không thể nào mình kéo được. Thử đây, mình thử chiếc này đi. Mình thử chiếc này ra, mình kéo nó có được hay không. Tại vì nó cũng ở gần gara của mình. Cứu bộ xe ơi, cứu bộ. Trời ơi, tới đây mắc kẹt ngon lành luôn trời. Rồi, kéo thôi các bạn. Ồ, được, được, được các bạn ơi. May quá, may quá. May quá. Mình mở dây. Mình cho chiếc này lên chút. Ồ, may quá, may mắn quá. Cố lên, cố lên. Chút nữa thôi. Cố lên, cố lên. Cái chiếc kia sao nó cứ ngắt luôn các bạn. Mình nhả chiếc này ra coi. Chiếc này đi lên một chút. Rồi. Rồi, cố lên. Cố lên, cố lên, cố lên. Chiếc xe kia mình thấy nó nhích bánh rồi, nhích bánh rồi. Nhích rồi. Lên luôn. Lên luôn. Lên luôn. Cố lên. Mình chạy chiếc này tới đây giúp các bạn. Rồi, mình sẽ qua chiếc kia xem nó thế nào. Rồi, mình qua chiếc kia các bạn. Rồi, đây, chiếc này mình nghĩ nó được rồi đây. Lên, 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 cố lên, cố lên. Cố lên, chút nữa thôi. Mình xem còn chỗ nào kéo được không các bạn. Ở đây thì không luôn các bạn. Còn mỗi chiếc đó thôi. Ủa, lúng dữ thần vậy ta. Cố lên. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Không được thì mình dè lại chút các bạn. Thử dè coi nó có sao không. Ồ, nó lúng các bạn nhìn kìa. Lúng khủng khiếp không? Ồ, bánh trước nó lúng luôn vậy. Không ổn rồi các bạn. Phải đổi xe thôi. Mình tới đây mình kéo các bạn.
Ôi, cố lên. Chiếc kia nó nhích nhích được chút rồi các bạn thấy không? Cố lên. Nhắc luôn rồi các bạn ơi. Lên vị trí này vậy. Đó, là vị trí này thì lại được nè các bạn. Nó nhích lên được rồi. May quá. Ôi, rồi chiếc sao lên được rồi các bạn. Rồi, may quá các bạn ơi. Không thì tồi rồi. Rồi, tiếp thôi. Rồi, cảm ơn nha. Thank you. Cảm ơn rất nhiều nhé. Mình để nó đó luôn các bạn. Có gì hồi mình sẽ có gì mình kéo nữa. Khá là vất vả các bạn. Do chiếc xe này nó cái lớp nó dở các bạn. Ôi chết cha, nữa rồi. Nữa rồi. Vậy là xe của chúng ta bị mắc kẹt ở đây rồi các bạn ơi. Và chúng ta không thể nào nhúc nhích được luôn rồi các bạn. Mình thua luôn rồi. Và mình sẽ đổi xe nha các bạn. Bây giờ mình sẽ mua xe khác các bạn ơi. Mình sẽ mua xe khác mình làm cái nhiệm vụ này. Nếu mình vẫn sử dụng con xe này thì chắc chắn mình sẽ không hoàn thành được nhiệm vụ đâu. Và ở clip tiếp theo thì mình sẽ mua con xe khác các bạn. Và mình sẽ làm lại nhiệm vụ này. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.